sẽ em mua Lexus GX460 2023. Và vậy chút nữa mình quay cho các bạn coi. Ok, bye. Này với Lexus của bà xã đang chạy tới hãng. Nãy giờ chạy thử xe rồi, giờ đang làm giấy tờ về nhà lấy tiền. Giờ làm giấy tờ về lấy xe. Xe vô làm giấy tờ. Dưới này là bà xã. Đây, dưới này đây, chưa sáu sáu mảnh đó nha. Cái gì quay sao cho mặn coi. Ok, đường số tay lên you initial yeah, and just signature, you're good, huh? Okay. Just your husband signature. Okay. sign name yep. Okay, now my question to you. Yeah, you're bang. Giờ lấy xe nha. Ngày mới gắn biển số cho mình.